Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã phóng một tàu vũ trụ hướng tới vệ tinh Europa như một phần trong sứ mệnh nhằm nghiên cứu mặt trăng của sao Mộc, nơi mà NASA tin rằng có thể là một trong những nơi hứa hẹn nhất để duy trì sự sống trong hệ mặt trời. Tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng mặt trời Europa Clipper được trang bị trên đầu tên lửa SpaceX Falcon Heavy, được phóng từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, mang theo 9 thiết bị khoa học sau khi di chuyển 1,8 tỷ dặm, tương đương với 2,9 tỷ km trong suốt chuyến đi kéo dài khoảng 5 năm rưỡi, Europa Clipper dự kiến sẽ đi vào quỹ đạo quanh sao mộc vào năm 2030. Trong suốt hành trình, NASA sẽ nghiên cứu xem liệu có nơi nào bên dưới bề mặt Europa có thể hỗ trợ sự sống hay không. Europa Clipper sẽ đo độ sâu của đại dương Europa và chụp ảnh nhiệt mặt trăng để xác định nơi nào băng mỏng hơn và nơi đại dương cần bề mặt nhất. Europa Clipper là tàu vũ trụ lớn nhất mà NASA từng chế tạo cho một sứ mệnh hành tinh, dài khoảng 30,5 mét, rộng khoảng 17,6 mét và nặng tới 6.000 kg. Nó lớn hơn một sân bóng rổ vì có các mảng năng lượng mặt trời lớn được thiết kế để thu thập ánh sáng mặt trời, giúp cung cấp năng lượng cho các thiết bị khoa học, thiết bị điện tử và các hệ thống phụ khác của tàu vũ trụ.